Hôm nay chúng ta sẽ làm cái editor ứng dụng của tinymce và responsive file manager. Thì cái output của nó chúng ta có thể viết text như bình thường, chúng ta bôi đậm này, viết chữ in nghiêng này, chữ in nghiêng, rồi thì nhét ảnh lên, ảnh hoặc video audio đều được, tùy chúng ta thôi. Chúng ta đưa vào đây một cái ảnh, đây là cái cà phê của mình. Ok, nó lên đây. Chúng ta có thể edit cái ảnh này cho nó nhỏ bớt đi, còn 600 đó, và cái ảnh này nó cũng căn giữa chẳng hạn. Cái editor này nó dễ dùng hơn so với thằng CK editor kia. Thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt setup cái thằng này. Chúng ta setup như nào? Đầu tiên các bạn sẽ vào trong cái tinymce download nó về. Đấy, download bản community, download về. Thì khi mà download xong á, thì mình quay video rồi các bạn ngó thôi nhá. Đây, khi download xong thì nó sẽ về và nó sẽ có cái thư mục là tinymce 4.6.5.zip. Mình giải nén nó ra thì nó sẽ có cái file JS này. Các bạn không copy thằng này đâu nhá, đừng copy này. Chúng ta tiến hành là vào cái JS này, nó có cái tinymce đúng không? Chúng ta copy cái thư mục này nhá. Copy cái thư mục này. Copy vào. Sau đó chúng ta paste vào trong cái public của mình ấy. Đây public nhá. Thì mình sẽ nhét thêm một thằng paste cái thằng tinymce kia vào. Được chưa? Thì nó sẽ giống như ở trong kia. Nó chỉ không có cái file manager này thôi. Được chưa nhỉ? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xử lý cái responsive file manager. Thì chúng ta vào responsive file manager.com. Đây. Trong này nó có demo. Thì chúng ta vào phần download của nó. Download thì chúng ta tải nó về. Đây, download version 9.11.3, các bạn tải nó về. Sau khi tải về thì nó sẽ có một cái thư mục, đâu nhỉ, red, đây, responsive file manager.zip, các bạn giải nén ra như này. Thì ở đây chúng ta đọc tiếp cái documentation. Đây. Các bạn chờ một tí để mình sẽ chỉ cho lại xem nó nằm ở đâu. Không nhớ lắm, nhưng mà đây chúng ta sẽ làm như này này. Sau khi copy xong này, sau khi copy cái này thì chúng ta có cái tinymce này đúng không? Chúng ta vào thư mục plugin này. Thấy cái responsive file manager ở đây không? Copy thằng này. Copy. Sau đó chúng ta vào trong cái thư mục tinymce nó có plugin này. Đúng không? Bung nó ra, paste vào trong này. Đây. Responsive. Đây. Bung nó ra. Chúng ta không phải làm gì thêm nhá. Kệ nó, chúng ta không phải làm gì thêm cả. Nhét nó vào đây là được. Để nó cài thêm cái này để cho nó có cái hình cái image với lại hình những cái file media rồi file upload lên thì chúng ta nhét nó vào đấy. Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ có cái thư mục là file manager này. Thấy không? Chúng ta có cái thư mục file manager này thì chúng ta copy và chúng ta paste thẳng vào trong này. File manager. Đó. Các bạn thấy cái nội dung này. File manager thì chúng ta có config CSS các thứ các kiểu. Để tôi tắt bớt mình cái thằng này đi chúng ta dễ nhìn. Đây. Config này, ajax cone này, rồi uploader này. Chúng ta copy cái thư mục file manager này tương thẳng vào trong cái tinymce nhá. Xong chưa? Bây giờ ở trong này chúng ta có một cái thư mục tên là config. Config. Có cái file tên là config.php. Được chưa? Chúng ta edit duy nhất một cái thôi. Ở kéo xuống dưới một chút thì đây chúng ta có cái upload dir. Tìm đến cái dòng 76, nó có một cái upload dir. Thì chúng ta gọi đến cái hàm là getnv và là upload path. Được chưa? Cái này nó chính là cái giá trị nằm ở trong cái file nv ấy. Đây này. Upload path. Đâu nhỉ? Mình coi lại xem nào. Config này, upload path này. Ờ. Upload path. Xong có trong này. Hôm trước thì vừa mới cài. Upload path. Kệ nó, không ra.
Thì mình upload path này thì thực ra nó sẽ là cái thư mục public. Nếu mà có thì nó sẽ là cái thư mục public để mình coi lại xem. Bình thường nó phải có cái key đấy ở đây. Nhưng mà ok không sao. Thì chúng ta sẽ nó sẽ là cái thư mục public ấy. Thì chúng ta sẽ get nv này, upload path này, sược tinymce, sược sược. Được chưa? Thì nó sẽ là cái file này. Đây này, chúng ta phải tạo thêm cái file này ra. Được chưa? Nếu mà chưa có chúng ta phải tạo thêm ra cái thư mục sược này. Nếu bạn nào ở bên Linux thì các bạn phải phân quyền nó, thì là phân quyền cho cái thư mục sược là chmod trừ r cách 777 trừ sược đến cái thư mục sược này thôi, để nó có quyền upload file lên, được chưa? Còn phần còn lại chúng ta không phải làm gì thêm. Thế là chúng ta đã setup xong cái URL rồi, cái responsive rồi. Thì bây giờ chúng ta dùng, đấy là mới setup nhá. Còn bây giờ chúng ta dùng này. Dùng thì chúng ta có những cái đoạn như này, tinymce này. Đầu tiên thì chúng ta phải nhét cái tinymce jQuery.tinymce.min.js và tinymce.min.js vào trong cái chỗ nào viết js của chúng ta. Được chưa? Nhét vào, nhét hai thằng này vào. Để dùng được thì chúng ta nhét thêm cái đoạn này. Đoạn này lấy đâu? Đoạn này khó nhớ đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy từ trong này. Ở trên này nó có hướng dẫn. Các bạn đây này. Đây. Copy y nguyên cái đoạn này. Tương vào trong tương vào trong cái phần 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 script của chúng ta ấy. Nhét nó vào. Thì chúng ta có cái selector, quan trọng nhất là cái selector này. Thì ở đây là cái đoạn JavaScript này tôi áp dụng cho layout. Trong cái JS này của tôi nó áp dụng trong layout. Thì là tất cả các thẻ text area sẽ được áp dụng cái editor của tinymce đã đính kèm với lại file manager. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có cái external file manager path này, thì chúng ta có sử dụng cái code của Laravel. Thì chúng ta lưu ý cho tôi cái này. Thì là code của Laravel thì là URL là tinymce sược file manager, tức là trỏ đến cái file config. Và ở phía dưới này file manager là URL của nó. URL của nó với file JS ấy, thì nó sẽ chọn vào trong thư mục tinymce và sược đến file manager plugin. Đó. Vậy là xong. Là những cái việc chúng ta cần phải làm để nhét được cái tinymce này vào trong cái Laravel project Laravel của mình. Có vậy thôi. Hết phim. Thì tôi cũng vừa mới đọc cái này hôm trước, mình thấy cái editor cái nó lởm quá. Cái